Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng loạt trường đại học lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm nay. Nhiều sản phẩm độc đáo do học sinh tự tay sáng chế trong dịp hè. Khởi tố bị can bắt tạm giam Phan Công Khanh cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ứng dụng giúp ngăn chặn tình trạng quấy rối trên bãi biển tại Pháp. Thưa quý vị, hôm qua, nhiều trường đại học lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2023. Cụ thể, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, điểm sàn dao động từ 18 đến 20 điểm. Trong đó, những nhóm ngành thu hút tiếp tục giữ mức sàn cao nhất như báo chí, quan hệ quốc tế, quản trị du lịch và lữ hành, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, tâm lý học, ngôn ngữ Anh. Với trường Đại học Bách khoa, điểm thi đánh giá năng lực là 630 trên 1.200 điểm. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 18 cho tổng điểm 3 môn tính theo tổ hợp xét tuyển. Điểm học bạ là 18 cho trung bình tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học 10, 11, 12. Trường Đại học Kinh tế Luật lấy điểm sàn 20 cho tất cả các ngành. Trường Đại học Công nghệ Thông tin lấy mức điểm sàn cao nhất là 22 cho tất cả các ngành học. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có điểm sàn từ 19 đến 23. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có điểm sàn từ 15 đến 19. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh lấy mức điểm sàn chung cho tất cả các ngành là 18 điểm theo tổ hợp 3 môn. Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Vân Phong là dự án quan trọng quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp 1 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi được khởi công từ đầu năm, đến nay các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công, mục tiêu cao nhất là dự án cán đích đúng tiến độ đề ra. Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Vân Phong gồm 2 gói thầu, trong đó tổng chiều dài gói thầu XL01 là 52,5 km. Gói thầu này do công ty cổ phần Ligen đứng đầu liên danh, chiếm giá trị gần 60%. Giai đoạn hiện nay thì chúng tôi đã huy động là hơn 220 đầu máy máy móc thiết bị. Những cái máy móc thiết bị này là nó sẽ là bao gồm làm từ nền cho đến cả phần mặt bên trên. Là lượng mà máy móc thiết bị như là đào, lu, ủi, những cái xe vận chuyển thì chúng tôi là đầy đủ, thậm chí là vượt so với yêu cầu trong hồ sơ thầu ban đầu. Tổng số lực lượng công nhân cũng như là kỹ sư trên hiện trường tương đương khoảng gần 600 con người. Thì với cái kinh nghiệm bề dày của anh em triển khai các dự án trước thì anh em đã vận dụng tại dự án này rất là tốt, và tới thời điểm này chúng tôi đã đang đảm bảo tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, cùng với sự sát sao quyết liệt của địa phương, sự tạo điều kiện của chủ đầu tư, những khó khăn cơ bản về giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu đất đắp đã cơ bản được khắc phục. Dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Vân Phong cơ bản sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Sau khi phát hiện bệnh, người mắc ung thư dễ rơi vào trạng thái sốc, tinh thần không ổn định. Nếu không được chăm sóc về tâm lý, bệnh nhân thường bỏ điều trị và có thể dẫn đến cái chết sớm. Vì vậy, các buổi tư vấn tâm lý giúp góp phần cho người bệnh ung thư tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và tích cực, lạc quan hơn khi phải đối mặt với những sợ hãi do bệnh tật gây ra. Với chủ đề mang lại năng lượng tích cực cho bệnh nhân ung thư, câu lạc bộ bệnh nhân ung thư khoa ung bướu Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tư vấn tâm lý, chia sẻ kiến thức tôn giáo để giúp bệnh nhân ung thư vượt qua nỗi sợ, không bỏ điều trị. Kiểu như có cái lòng tin, kiên trì tới giờ. Giờ ở khoa ung bướu Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cũng đang phối hợp với khoa tâm thể, thì có thể là vừa nâng đỡ về mặt thể chất thì cũng như về nâng đỡ về mặt cái tinh thần cho người bệnh. Vững vàng rồi đó thì họ sẽ sống vui và vượt qua bệnh tật một cách dễ dàng hơn. Ý nghĩa của nó là hiểu được, biết được, hiểu đúng và biết đúng cái bệnh của mình và tìm ra được cái chân lý để mà kết hợp điều trị. Tư vấn tâm lý tôn giáo được xem là phương pháp điều trị trong chăm sóc giảm nhẹ. Không chỉ tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, khoa chăm sóc giảm nhẹ đã xuất hiện tại nhiều bệnh viện điều trị ung thư trên cả nước. Hôm qua, vòng bán kết và chung kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh do Thành đoàn thành phố phối hợp cùng các đơn vị khác tổ chức đã thu hút hàng trăm em học sinh ở các cấp học tranh tài. Cuộc thi nhằm giúp cho các em học sinh tự tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và môi trường. Cuộc thi có 154 sản phẩm tham gia, đa phần mô hình của các em là các sản phẩm giúp giải quyết những khó khăn ở các lĩnh vực môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội, nông nghiệp. Khá cụ thể
mà chúng em muốn đưa ra ở đây thì giảm tình trạng ngập nước ở một số nơi trên thành phố chúng ta hay là ở đất nước của chúng ta. Thứ hai là giúp thành phố thông minh hơn, tiện lợi hơn. Bị chống rò rỉ khí ga, phát hiện rò rỉ khí ga thì khi mà khí ga hoặc là có lửa xuất hiện mà không có ai ở vị trí đó mà quan sát thì nó sẽ đóng van và thông báo gọi điện lại cho người sử dụng. Các bạn ứng dụng cái công nghệ là chuyển đổi số AI vào trong các cái sản phẩm của mình cũng nhiều hơn. Những cái sản phẩm đó có thể ứng dụng liền trong thực tế. Cuộc thi sáng tạo đã giúp các em vận dụng kiến thức của các môn học và giải quyết những vấn đề thực tiễn, từng bước hình thành thói quen tìm tòi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Qua đó, cuộc thi còn giúp đưa các giải pháp thông minh phục vụ cho việc chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của thành phố. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên, hơn 150 tác phẩm sơn mài, lụa, khắc gỗ và phác thảo của ông đã được triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Họa Duyên Tương Ngộ. Đây là những tác phẩm lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, cố họa sĩ Trần Phúc Duyên đã có hơn 20 lần trưng bày triển lãm tại Việt Nam và châu Âu. Tại triển lãm lần này, hầu hết các tác phẩm đều lần đầu được ra mắt công chúng trong nước với đủ loại chất liệu, sơn mài, lụa, khắc gỗ và phác thảo. Được biết, sau khi họa sĩ Trần Phúc Duyên qua đời vào năm 1993, toàn bộ tác phẩm, tài liệu, sổ sách của ông được đóng thùng và lưu tại một nhà kho ở ngoại ô thủ đô của Thụy Sĩ. Chỉ đến năm 2018, hai nhà sưu tập Phạm Quốc Đạt và Lê Quang Vinh mới tình cờ khám phá ra các tác phẩm nghệ thuật này và bắt đầu mang chúng về Việt Nam triển lãm. Đó là một cái cảm hứng rất là hay và mình cũng muốn tiếp tục là khơi gợi cái sự tò mò và nâng cao cái thẩm mỹ bằng cách là tham gia những buổi như thế này. Chúng tôi đã dành 5 năm để làm công tác nghiên cứu và làm sao để đưa đến cho khán giả có một cái nhìn đầy đủ nhất. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 6 tháng 8 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, thành phố Thủ Đức. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng cho ra mắt cuốn sách giới thiệu cuộc đời và tác phẩm của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, bơi qua kênh sáng tại huyện Bình Chánh, hai người mất tích. Bắt giữ đối tượng mua bán 27.000 viên ma túy tổng hợp. Thưa quý vị, chiều qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mohamed Dafa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo Khanh cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo của anh S, ngụ tỉnh An Giang, tháng 1 năm nay, Mohamed Dafa giới thiệu anh S mua một xe ô tô với giá 1,8 tỷ đồng. Đến tháng 4 qua, Pha liên hệ với anh S mượn xe này để làm phương tiện đi lại, sau đó mang xe đi cầm lấy 1 tỷ đồng rồi bỏ mặc, không trả tiền để chuộc lại xe. Dafa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận đơn của anh P, ngụ tỉnh Kiên Giang, tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn mượn một xe sang của anh P để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương 8 tháng 6. Sau đó đến ngày 13 tháng 6, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều người khác về việc gian lận trong việc mua bán xe cũng như nợ tiền chi trả liên quan đến showroom buôn bán xe của Khanh. Công an thông báo ai là nạn nhân của Khanh và Pha hãy đến phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo hỗ trợ điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chiều tối qua, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức lặn tìm hai người đuối nước chìm mất tích dưới kênh sáng. Những người dân sống trên đường Mai Bá Hương cho biết trước đó hơn 12 giờ cùng ngày, trong lúc nhậu với nhóm bạn, hai nam thanh niên đã thi nhau bơi qua kênh sáng từ xã Bình Lợi qua xã Lê Minh Xuân. Khi thấy cả hai đuối nước kêu cứu, nhóm bạn đi chung đã lao xuống cứu nhưng cả hai đã chìm, mất tích dưới kênh. Thông tin từ cơ quan chức năng, hai người đuối nước mất tích được xác định là Nguyễn Phước S, 18 tuổi, quê Tiền Giang, thường trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, và Trần Phương Em, 18 tuổi, quê Tiền Giang, thường trú xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Người dân cho hay đoạn kênh hai nạn nhân chìm mất tích rộng hơn 50 mét, sâu khoảng 6 đến 8 mét. Một đối tượng mua bán trái phép hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp vừa bị công an tỉnh Sơn La bắt giữ. Đối tượng là Hoàng Văn Quyết, 24 tuổi, ngụ xã Triền Khương, huyện Sông Mã.
Trước đó, rạng sáng ngày 22 tháng 7, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang Quyết có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 150 túi, bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Quang Văn Quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu Chiền Khương, huyện Sông Mã, định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Đặng Văn Sơn, 51 tuổi để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính đột xuất một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Huế, phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng hoạt động kinh doanh cà phê của mình, Đặng Văn Sơn đã đứng ra môi giới mua bán dâm để nhận tiền hoa hồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Sơn về hành vi môi giới mại dâm và số đối tượng mua bán dâm theo đúng quy định của pháp luật. Xe khách chở theo khoảng 20 hành khách lưu thông trên đường đã tông vào đuôi xe tải đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn xảy ra vào tối qua trên đường DT743, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 8 giờ 30 phút tối qua, một xe khách loại 45 chỗ lưu thông trên đường DT743 theo hướng từ thành phố Dĩ An đi thành phố Tân Nguyên. Khi xe lưu thông đến ngã tư Miếu Ông Cù, phường Bình Chuẩn, thì bất ngờ tông vào đuôi một xe tải đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến đuôi xe khách cắm chặt vào đuôi xe tải. Hàng chục hành khách la hét hoảng sợ, nam tài xế xe khách may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Ngành sản xuất tinh dầu hoa ải hương của Bulgari gặp khó vì quy định mới của EU. Chương trình lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift giúp thúc đẩy du lịch. Thưa quý vị, tại thành phố Marseille của Pháp, người dân đã có thể nhanh chóng tố cáo những kẻ quấy rối trong lúc tắm biển thông qua ứng dụng trên điện thoại. Nhất là các cô gái giờ đây đã có thể an tâm hơn trên các bãi biển mà không sợ kẻ xấu, chọc ghẹo. Ứng dụng có tên là Safer Plage, có nghĩa là bãi biển an toàn hơn. Khi tin nhắn được gửi đi, đội can thiệp gồm các nhân viên của thành phố Marseille, những người đã được huấn luyện cách xử lý tình huống, sẽ có mặt để giải quyết. Chỉ cần người ta click vào gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ nhận được thông báo cần giúp đỡ. Nhờ định vị qua cột sóng viễn thông, chúng tôi biết người cần giúp ở đâu. Khi nhận tin nhắn và lên đường, chúng tôi sẽ gửi tin cho người đó để họ biết. Thử nghiệm ứng dụng trên đã bắt đầu từ mùa hè năm ngoái trên một bãi tắm duy nhất. Năm nay, thành phố miền Nam nước Pháp quyết định mở rộng phạm vi ra 4 bãi biển của Marseille. Biện pháp này được áp dụng cho đến hết kỳ nghỉ hè năm nay. Đội ngũ can thiệp gồm 15 nhân viên cả nam lẫn nữ, hoạt động theo nhóm 2 người, có đồng phục dễ nhận biết. Họ sẽ tách nạn nhân ra, đưa đến nơi an toàn và giải quyết với người bị tố cáo. Được biết, trên 1/3 số phụ nữ tại Pháp trong độ tuổi từ 18 đến 34 từng là nạn nhân của các vụ quấy rối trên bãi biển. Một chương trình giáo dục mới đang được triển khai ở Australia nhằm giúp cho các bé gái hứng thú hơn với khoa học. Theo đó, thì sáng kiến này sẽ ứng dụng công nghệ thực tế ảo để dạy về không gian, vật lý và các chủ đề khoa học khác. Hai chương trình là Einstein First và Quantum Girls dành cho các học sinh nữ từ lớp 5 đến lớp 7. Bên cạnh đó là các hội thảo và các hoạt động được thiết kế để khuyến khích các em theo đuổi các ngành nghề trong lĩnh vực khoa học. Chương trình đã được triển khai thử nghiệm tại một số trường học và nhận phản hồi rất tích cực. Chúng em đã học về không gian, về proton và neutron cũng như các loại máy vi tính đời mới. Chương trình là sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia Australia với Đại học Western Australia và được chính phủ tài trợ. Trước đây, các phương pháp dạy cũ đã không còn phù hợp. Chương trình này đã đào tạo 200 giáo viên để thiết kế các bài giảng phù hợp với các đối tượng chủ yếu là các bé gái. Các em nói với chúng tôi, thật tuyệt, mình có thể học nhiều hơn như thế này ở trường không thầy. Tôi rất thích thú và nghĩ những buổi học như vậy sẽ rất vui. Nếu chương trình này thành công, nó có thể giúp thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực STEM, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bulgari là nhà sản xuất tinh dầu hoa ải hương hàng đầu thế giới. Thế nhưng ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều biến động. Theo Hiệp hội Tinh dầu, Nước hoa và Mỹ phẩm Quốc gia, Bulgari hiện sản xuất 260 tấn tinh dầu ải hương mỗi năm và 1/4 trong số này được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng đã giảm một nửa do nhiều yếu tố, bao gồm cạnh tranh gia tăng từ các quốc gia khác như Hy Lạp và Rumani, nhu cầu suy giảm do đại dịch và các đợt nắng nóng bất thường do biến đổi khí hậu.
giờ đây các nhà sản xuất lại đang phải đối mặt với một thách thức mới, một đề xuất thay đổi quy định của EU, phân loại tinh dầu hoa oải hương là có khả năng gây nguy hiểm khi hít hoặc nuốt. Nếu đề xuất được Ủy ban châu Âu thông qua, nó sẽ là một đòn rất mạnh giáng xuống một ngành rất quan trọng của chúng tôi, một ngành nghề đã tồn tại hàng ngàn năm giờ trên bờ vực biến mất. Bộ Nông nghiệp Bulgaria đầu năm nay đã gửi một lá thư tới Ủy ban châu Âu phản đối việc đặt các loại tinh dầu tự nhiên ngang hàng với các hợp chất hóa học khi mà người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm tự nhiên để thay thế cho các sản phẩm hóa học. Hàng trăm ngàn người hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift đã đổ xô về thành phố Seattle của Mỹ để xem buổi hòa nhạc nằm trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của cô. Những đêm nhạc của ngôi sao nhạc đồng quê này đã thúc đẩy du lịch trên khắp nước Mỹ. Hai buổi biểu diễn vào cuối tuần qua theo giờ Mỹ đã mang lại doanh thu cao cho các khách sạn và nhà hàng của thành phố. Bên cạnh đó, tại sân vận động Lumen Field, nơi tổ chức hai đêm nhạc, người hâm mộ còn xếp hàng để mua áo thun và các vật phẩm khác. Đối với Taylor, tôi sẽ đi khắp thế giới để xem cô ấy biểu diễn. Tôi có thể làm tất cả vì Taylor. Theo công ty du lịch địa phương Visit Seattle, dự kiến trong suốt hai đêm diễn của Taylor Swift sẽ có tổng cộng khoảng 144.000 khán giả đến xem. Chúng tôi đã có những dấu hiệu rất tốt, không chỉ với khách sạn, nhà hàng, mà còn với cả các cửa hàng bán lẻ và các địa điểm tham quan cũng như tất cả những thứ khác ở đây. Trước đó, tại Chicago, khi The Eras Tour diễn ra, kỷ lục cao nhất được thiết lập là hơn 44.000 phòng khách sạn được đặt cho một đêm diễn, mang về 39 triệu đô la cho thành phố này. Ngoài hai buổi hòa nhạc cháy vé tại Lumen Field, thành phố còn tổ chức nhiều sự kiện thể thao, lễ hội ẩm thực Bite of Seattle, lễ hội âm nhạc Capitol Hill Block Party với nhiều hoạt động trong suốt cuối tuần. Ngôi sao bóng rổ của câu lạc bộ Miami Heat Jimmy Butler đã đến thăm một ngôi làng ở miền núi Tây Nam Trung Quốc. Tại đây anh đã khơi dậy tình yêu của người hâm mộ với những cú úp rổ đẹp mắt. Đây là hoạt động nằm trong tour những chuyến đi bất ngờ của Butler. Ngôi làng mang tên Taipan được biết đến với việc tổ chức giải bóng rổ làng. Đây là một sự kiện bóng rổ nghiệp dư giữa các làng và đã trở thành một hiện tượng trên Internet tại Trung Quốc. Tôi đã đi xe buýt 6 tiếng để đến đây và rất hào hứng được gặp Jimmy Butler. Trước khi rời đi, ngôi sao bóng rổ nhận được bức tranh thêu của người Miu ở địa phương như một món quà chia tay. Anh đã tặng lại họ đôi giày có chữ ký của mình. Giải đấu này ban đầu được tổ chức để kỷ niệm lễ hội 66, một lễ hội hàng năm diễn ra vào ngày thứ 6 của tháng 6 theo âm lịch, nhưng đến nay đã được mở rộng ra các làng trên toàn quốc. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, khuya hôm qua tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai người tử vong. Khoảng 21 giờ 30 phút khi xe khách chạy đến qua đoạn xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe máy do hai thanh niên điều khiển, chở nhau chạy hướng ngược lại. Cú va chạm làm cho xe máy và hai thanh niên văng vào lề, tử vong tại chỗ. Công an huyện Thống Nhất đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Được biết, các nạn nhân là hai anh em 25 và 23 tuổi, ngụ thị trấn Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị nhiều thông tin cập nhật mới nhất. Kính chúc quý vị một ngày làm việc đầu tuần tràn đầy năng lượng và xin kính chào tạm biệt.